Ronaldo khai nồng dưới triều đại huấn luyện viên mới, Al-Nassr thắng đậm đội của huấn luyện viên Steven Gerrard. Sau kết quả thất vọng, câu lạc bộ Al-Nassr đã tìm lại niềm vui khi giành chiến thắng đậm 3-0 trước Al-Ettifaq ở vòng 4 Saudi Pro League rạng sáng 21. Chính Ronaldo cũng góp một bàn thắng, giúp tân huấn luyện viên Stefano Pioli có khởi đầu suôn sẻ. Là á quân của giải Saudi Pro League 2023-2024, nhưng câu lạc bộ Al-Nassr của Ronaldo lại thi đấu khá chật vật ở đầu mùa 2024-2025. Sau 3 vòng đấu, đội bóng này chỉ thắng 1 và hòa đến 2. Phong độ không tốt khiến câu lạc bộ Al-Nassr bị nhóm đầu dẫn trước 4 điểm. Chuyện gì đến cũng phải đến, huấn luyện viên Luis Castro bị sa thải và rất nhanh chóng câu lạc bộ Al-Nassr công bố cựu huấn luyện viên của Stefano Pioli làm thuyền trưởng mới. Ngày nhậm chức, nhà cầm quân người Ý tự tin sẽ giúp Ronaldo cùng câu lạc bộ Al-Nassr thi đấu thăng hoa bằng tuyên bố để chúng tôi đã sẵn sàng chiến đấu. Huấn luyện viên Stefano Pioli có trận ra mắt câu lạc bộ Al-Nassr dưới triều đại huấn luyện viên mới. Ronaldo vẫn nhận được sự tin tưởng và xếp đá chính ngay từ đầu ở trận gặp câu lạc bộ Al-Ettifaq của huấn luyện viên Steven Gerrard. Cầu thủ người Bồ Đào Nha đá cao nhất, hỗ trợ cho anh là bộ ba gồm Sadio Mane, Talisca và tân binh người Brazil Angelo Gabriel. Trong khi đó, ở hàng tiền vệ và hậu vệ, câu lạc bộ Al-Nassr vẫn có những ngôi sao như Ovio, Aymeric Laporte. Sự vắng mặt duy nhất thuộc về tiền vệ Brozovic, cầu thủ vừa giả từ đội tuyển Croatia sau 99 lần khoác áo. Trong hai lần gặp Al-Ettifaq, gần nhất câu lạc bộ Al-Nassr đều giành chiến thắng. Chính vì thế, Ronaldo và các đồng đội nhập cuộc với sự tự tin rất cao. Tấn công ngay từ đầu. Sau 45 phút đầu tiên, đội bóng của huấn luyện viên Stefano Pioli cầm bóng đến 65%, tung ra 8 cú sút, gấp đôi đối thủ và dẫn trước 1-0. Như thường lệ, Ronaldo vẫn là trung tâm của mọi đường lên bóng của câu lạc bộ Al-Nassr. Cầu thủ 39 tuổi di chuyển rộng, tích cực tham gia vào lối chơi chung và được chấm điểm cao nhất hiệp 1, 7.5 điểm. Đáng chú ý, Ronaldo cũng chính là tác giả của bàn thắng mở tỷ số cho Al-Nassr với cú đá phạt đền thành công ở phút 33. Đây cũng là bàn thắng thứ 7 sau 8 trận ra sân của Ronaldo ở mùa 2024-2025. Khác với phong cách ăn mừng Eusebio quen thuộc, Ronaldo lại hướng về khán đài, nơi con trai Cristiano Ronaldo của anh đang ngồi. Trước đó, ở phút thứ 5, đội trưởng của Al-Nassr còn có cú đá phạt cực mạnh từ cự ly gần 25m, khiến thủ thành Marek Rock của câu lạc bộ Al-Ettifaq vất vả cản phá. Ronaldo là người ghi bàn đầu tiên dưới triều đại của huấn luyện viên Stefano Pioli. Sự thăng hoa của câu lạc bộ Al-Nassr tiếp tục duy trì đến hiệp 2. Sau 10 phút chơi chậm, câu lạc bộ Al-Nassr bất ngờ tăng tốc ở phút 55 và có bàn nhân đôi cách biệt. Người mang về niềm vui cho câu lạc bộ Al-Nassr là hậu vệ cánh Salem Al-Nadi. Cầu thủ chơi cạnh Ronaldo là Sadio Mane cũng góp dấu giày trong bàn thắng này với đường kiến tạo đầy tinh tế. Đến phút 70, Sadio Mane có đường kiến tạo thứ hai, giúp Talisca ấn định tỷ số 3-0 cho câu lạc bộ Al-Nassr. Bên kia chiến tuyến, đội bóng của huấn luyện viên Steven Gerrard thi đấu đầy thất vọng. Sau 90 phút, câu lạc bộ Al-Ettifaq chỉ có 2 cú đá trúng đích và không thể làm khó được thủ thành Bento của câu lạc bộ Al-Nassr. Thậm chí, nếu phút 90 cú sút của Ronaldo không đi trúng xà ngang, lưới của câu lạc bộ Al-Ettifaq đã rung lên lần thứ tư. Sadio Mane, phải, có cú đúp kiến tạo ở trận gặp câu lạc bộ Al-Ettifaq chung cuộc. Ronaldo cùng các đồng đội giành chiến thắng 3-0 trước câu lạc bộ Al-Ettifaq. Dù vậy, câu lạc bộ Al-Nassr chỉ mới có 8 điểm, xếp thứ 4. Ngay phía sau câu lạc bộ Al-Ettifaq, xếp thứ 3, có 9 điểm. Ở trận đấu tiếp theo, câu lạc bộ Al-Nassr sẽ gặp Al-Ahly ngày 23 tháng 9 ở Cúp Nhà Vua.